Hà Ba Trận. Anh chị các bạn đã bao giờ nghe tới cái tên này chưa? Hà Ba Trận nha anh chị. Chắc hẳn ở Sài Gòn thì rất nhiều anh chị các bạn mà đã đi ngang qua đường Phạm Văn Đồng là không thể nào mà không thấy được cái tên Hà Ba Trận nha anh chị. Thì đây là cái quang cảnh ở phía trong, nơi mà trưng bày rất nhiều cây mai đẹp ở vườn Hà Ba Trận anh chị. Ở phía hồi nãy thì là những cây đã lặt lá. Mọi người xem cái bầu đất của Hà Ba Trận nè anh chị, rễ của nó nè, thấy chưa? Đó, nút nụ thấy cũng khá tốt anh chị ha, rễ kín đặc bầu luôn anh chị, ghê thiệt chứ. Đây anh chị nè, đó vàng rễ của Hà Ba Trận nè anh chị, lên bập 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 đó, đặc luôn, giữ chưa anh chị nè. Bộ rễ này không biết là đã ngâm cái chậu trong đây được bao nhiêu lâu mới được cái bộ rễ nó vậy anh chị nè, đặc kẹo luôn, kinh khủng khiếp ha. Thì bữa nay em sẽ quay cho anh chị xem ngay cái ngày đầu năm 1 tháng 1 năm 2023 ở vườn mai Hà Ba Trận ở Thủ Đức, thì tình hình nốt nụ cây và xem báo giá một vài cái cây đặc trưng ở trong các vườn này nha anh chị các bạn ha. Đó, em quay toàn bộ quang cảnh cho mọi người xem nè, khá rộng anh chị thấy không, từ mai lớn, mai nhỏ, mai trung đều có hết, đủ hết anh chị. Và đặc điểm ở Hà Ba Trận là mọi người thấy không, cái bầu đất đó rễ lên tới bầu luôn anh chị ha, đặc cứng luôn ha, tất cả đều có mã số hết anh chị, tất cả đều có mã số hết, vô khuôn hết luôn anh chị. Thì bữa nay xem những cái cây này giá trị nó sẽ tầm khoảng bao nhiêu, và mình xem những cây mai tết ở vườn Hà Ba Trận hiện tại thì phát triển nút nụ như thế nào nha anh chị. Đây là mặt tiền ở vườn mai kiển Hà Ba Trận anh chị, nằm ngay số đường Phạm Văn Đồng á. Ủa sao địa chỉ ở đây là không thấy cái đường Phạm Văn Đồng ta. Đây nè, đó là địa chỉ ở vườn anh chị, 57 Bình Phú, Tam Phú, Thủ Đức ha. Nhưng mà hiện đang trưng bày ở mặt tiền ở đường Phạm Văn Đồng. Ở đây là địa chỉ số mấy vậy em gái? Dạ địa chỉ ở đây là 788 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 788 đường Phạm Văn Đồng nha anh chị. Cho em có thể giới thiệu tên của mình cho mọi người biết được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, em tên là Đặng Kim Huệ. Em là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, và em rất là vui khi đồng hành với anh chị ngày hôm nay ạ. Rồi cảm ơn Huệ nhiều nha. Đây anh chị ơi, bữa nay sẽ mình sẽ đi thăm vườn Hà Ba Trận và xem báo giá một vài cây bữa nay như thế nào nha anh chị. Ủa còn phía trong đây nữa nè Huệ ơi. Dạ. Rồi. Trong đây là những cái vườn mà những cái cây lớn ha. Dạ đúng rồi. Anh em mình đi từ từ mình vô chổng mình xem cái Huệ ơi. Em đi trước đi. Rồi. Mình đi một vòng bên trái trước cái xong mình quay trở ra nha Huệ ơi. Dạ. Đây anh chị. Cây này là những cái cây mặt tiền nè, mà em đã bán về cây này nhiều chưa Huệ? Dạ chưa ạ, em là bán nhiều lại rồi mẹ. Ý là em có kinh nghiệm nhiều về cây kiển chưa, hay là em đứng bán chủ yếu cho em vườn là, thôi? Em chỉ là đứng bán nè. À. Đây là cây này là mã số mấy em? Đâu, mã dạ, số. Đây à. 2
96A. Cho em coi thử sổ cây này là nó sao. Mình có 296A. Ừ, 296A thử coi. Đây anh chị, tất cả các cây đều vô sổ hết ha, theo thứ tự à, có bảng giá hết nha anh chị. Đó là giá chuẩn hết, chứ không phải là ở vườn mà nhân viên mà tự nói giá sao cũng được nha. Dạ, 296A giá bán là 160 triệu và giá thuê là 18 triệu. Đâu vậy em? Dạ đây ạ. Đây 296A nè anh chị ha. Đó, giá bán nè, à, 160 triệu, giá thuê là 18 triệu anh chị. Cây này là à, không nói về cái cây, nó có nói về chiều cao cũng như là chiều rộng và gốc của cái cây đi ạ. À, chiều cao, chiều rộng, gốc cây. Dạ. Nhưng mà không có nói về ghép cái gì đúng không? Dạ. Em có biết ghép gì không? Nếu mà muốn biết ghép cái gì á thì anh phải liên hệ với bà chủ của em. Thôi để này anh tự mình tự gáy luôn anh chị ơi. Bây giờ anh chị chủ thì buổi tối anh mới ra. Buổi sáng là ở đây thì có nhân viên bán theo cái mã số cây nha anh chị. Đây số điện thoại của anh Hà nè anh chị. Đó. Đây cây này là cây mai ghép anh chị. Cây này ghép cũng khá bự rồi anh chị ha. Đây nè. Mắt ghép của nó nè anh chị. Cây này này chắc tứ quý anh chị ơi. Tứ quý. Ghép để coi cái này ghép cái gì đây. À. Này chắc tứ quý ghép thủ đức quá anh chị. À, tứ quý ghép thủ đức. Đây. Nút nụ anh chị xem thôi. Nút nhọn nè anh chị. Tứ quý này chắc tứ quý ghép thủ đức nè. Cho thuê 18 triệu. Giá bán là 160 triệu. Em đọc cái chiều cao nó thử đi. Em đọc cái thông số của nó. 26. Cái thông số và hoành á. Dạ. Thông số hoành là chiều cao, chiều rộng á. Dạ. Chiều cao của cây là 1,4. Rộng là 0,4. Tán ngang là 1m4, cao 1m4 anh chị, hoành 40. Đây, hoành 40. Rồi ở đây là ở vườn này đo khá chuẩn luôn anh chị ơi. Hoành dòng này mà 40, phải bốn mấy luôn á. Rồi mình tham khảo tiếp một vài cây nữa anh chị. Nè, mình đi vòng nè anh chị. Ở đây đa số là cây ghép không anh chị? Mình báo giá một vài cây lớn mọi ơi. À, như cái dạng này đi cây này thì giá bao nhiêu? Mình đọc cái thông số đó luôn. Cái này là 2, câu này cái này phải không? Dạ, 041. 2m3. 2m3. Ờ. Dạ. Và giá bán chậu 7. Là... tổng. Tổng 10 hả? Tổng 10 là gì ta? Chắc cộng lại hả? À, chắc cộng rồi quá. À. 3 với 7. 3 10 đúng rồi. Dạ. Chiều rộng là 2.5. Hoành 70. Dạ. À, bán ngang là 2m5 anh chị, 350 triệu, giá bán là 35 triệu. Cái này 350 triệu, giá bán là 35 triệu. Cái này chắc ghép thủ đức anh chị. Nút nụ nó nè, nút tròn nè, cái nút nhọn này chắc thủ đức rồi nè anh chị. Mai vàng ghép thủ đức 335 triệu đúng không?
350 triệu. Giá thôi là 35 triệu hả? Rồi chúng ta xem thử ở vườn mai Hà Ba Trận thì ở khu vực phía ngoài này sẽ trưng bày những cây mặt hàng nào nha anh chị. À, như cây này là hoành cũng khá lớn nè, 1, 2, 3. Cây này hoành cỡ hơn 80 nè. Một cây mai vàng ghép dảo củ đất. Cây này thì nút nụ của nó thì chưa to anh chị ha. À, nó vẫn có nhưng mà chưa to. Cái này giống như là cây diêm quá ta. Không phải cây cây mai ghép. Này là cây mai diêm đó chị ơi. Đó. Cái máy này giá nhiêu em? Thử coi cây này nữa đi. Cây mai diêm. Cây này có mã là 012. 012. Dạ. 012 thì có giá tiền có giá bán là 400 triệu và giá thuê là 30 triệu. Hoành 80 phải không? Dạ. Hoành 80. Cây này cao tính đến mặt chậu là hơn nha, khoảng hơn 2,5 mét vậy ha. Đó, cây này giá là 400 triệu, hoành 80. Cây này ghép tàng không luôn chị, mai vàng ghép giả thủ đức. Tàng không, tình hình nút tụ của nó nè. Bên này cũng là một cây tàng không luôn. Một cây mai ghép giảo Thủ Đức luôn. Nút tụ hiện tại làm gì? Cái này hoành tầm khoảng cỡ 50 mấy hoành, đó, cỡ khoảng 60 hoành. Cây mai vàng luôn chị. Còn bên này là một cây tàn lớn nè. Đó, tàn ngang nó tầm khoảng 1 mét, cao tầm khoảng cỡ 2 mét. Cái này cũng Thủ Đức phải không? Thủ Đức luôn anh chị. Coi gốc nó coi. À, cây này khá đẹp nè. Cây mai vàng ghép chảo Thủ Đức. Lục lực nhưng mà ghép lâu lắm mà làm chị. Cái này ghép chắc cả chục năm rồi. Cái này nhiêu em? Cái này là lớn nhất nè anh chị. 35 triệu, giá bán là 270 triệu. Đó, một vài cây lớn. Đó, anh chị xem ha. Còn bây giờ em sẽ nhiều cây quá nên em sẽ đi một vòng để cho anh chị xem những cây tương tự ha. Đó. Đây cũng là một cây mai vàng ghép giảo Thủ Đức luôn anh chị. Mình xem tình hình nút nụ ở vườn Hà Ba Trận. Những cây mai lớn. Rồi, bên này cũng một cây hoành lớn nữa anh chị. Bên này hoành chắc cũng cỡ 70 á. Hoành chắc cũng cỡ 70. Đây, tình hình nút nụ của nó đây.
Đây cây này tầm khoảng cỡ 1m7, cao 1m7. Ở ngoài đây cũng trưng bày những cây tương tự anh chị, để em đi xem coi có những cây nào dáng thới độc lạ. Sẽ dừng lại quay lâu hơn cho mọi người xem ha. Một cây thú hơi hay gì ta, nhưng mà gốc có gốc thú anh chị, gốc thú ha, gốc hình thú khá đẹp. Rồi gốc này đẹp nè. Bắt ghép nó phía trong anh chị, cái này ghép lâu lắm rồi nè, cái này ghép lâu lắm rồi. Cây mai vàng ghép này chắc ghép giả Thủ Đức luôn à. Cái này nhiêu em? Mã số mấy em? 16. Đây cái nút nó nhận quắc luôn rồi chị, chắc giả Thủ Đức. Giá thuê 35 triệu, giá bán là 350 triệu đó anh chị. À, những cây giả Thủ Đức là nó đi ra để nhánh nha nè anh chị, đi ra như vậy nè, hết để nhánh hơn siêu bông, hình như là vậy. Rồi mình đi tham khảo tiếp nè anh chị. Giá thôi nãy giờ trung bình nó tầm khoảng những cây lớn tầm khoảng từ mười mấy triệu cho tới trên dưới 30 triệu anh chị. À, những cây này nó ghép lâu đời lắm ấy ha. Chưa, mình đi dọc qua đây nè, đó mình đi dọc đây nữa. Những cây này thì nó cũng tương tự như mấy cây ở phía trước. Em đi trước đi Hải, người mẫu phải đi trước chứ. Rồi để em xem những cây nào nó dáng độc lạ để quay báo giá cho anh chị nha. Đây những cây mai vàng ghép dảo Thủ Đức anh chị. Trong quá trình quay nếu mà em nói cái cây nào mà anh chị thấy nó không đúng thì thôi thông cảm với em nha. À, tại cái này là bây giờ là em nhân viên này thì chỉ bán báo theo số cây thôi nha anh chị. À, còn chi tiết về cây này chúng ta cùng xem cùng nhận định anh chị ha. Đa số hình như là ghép giả Thủ Đức hết anh chị. Đó cây này cũng một cây mai vàng ghép giả Thủ Đức, đa số ở dưới đây là hoành lớn không à. Hoành ở ngoài đây á, khu vực phía ngoài này tầm khoảng cỡ hoành từ 60 tới 80 nhiều anh chị. Đó hoành 60 tới 80. Có khoảng bao nhiêu cây ở ngoài đây anh em đếm thử đi. Đếm thử là được không, bao nhiêu cây em nói to lên luôn em. Có một hàng bao nhiêu cây, biết hai hàng là bao nhiêu rồi. Đa số là em thấy là hình như ghép vào mùa đó anh chị. À, mình đi vòng ra phía ngoài rồi sẽ đi vào bên trong vậy nè. Cây này hoành tầm khoảng cỡ 60
đất lụa Vĩnh Long nè. Đó, tại nghe tầm khoảng 1m6, cao 1m8. Một con thú à chị ha. Thú. Bao nhiêu cây em? Dạ 54 cây ở phía ngoài đó chị. Đây lúc nó ra là thân. Cây này là một cây mai duyên không phải anh chị. Rồi em mà nói sai gì mọi người thông cảm giùm em nha. Cây bảy giáng long anh chị ha. Rồi bảy giáng long rồi. Cây liền lạc. Cái này giá nhiêu em? Không số luôn em. Giá thôi 25 triệu. Còn giá bán 200. Ủa, quên mất tiêu rồi, số rồi. 36. 36 không? Dạ 250 triệu. 250 triệu là giá bán. Ở ngoài đây thì những cây nhỏ nè anh chị. Cây nhỏ này một cây nhiêu em? Đây là những cây dán tới ông cốc ha. Dán thế này nhìn có vẻ rất là phong thủy anh chị. Em coi đại mã số một cây nào đó đi. Có không? Có mã số cây nào không? Nút nụ nó đây anh chị. Sao nó ú dữ vậy ta? Đó, cây này nó nút nó hơi ú anh chị. Nút tròn á. Lá này giả thú đất mà nút tròn. Anh chị xem đúng không nha? Đây một nút nhỏ này, chắc giả thú đất quá. Nút tròn của nó nè. Cây ghép gốc nhớt. Đó. Bộ rễ nằm bên trong. Thước nó tầm khoảng cỡ cao là khoảng cỡ 70 anh chị. Cao 70. Tại ngang ra tầm khoảng cỡ 70. Đó, 70 đến 80. Hoành của nó tầm khoảng cỡ 13 tới 15. Đó, hoành của nó tầm khoảng cỡ 13 tới 15. Những cây này cũng khá là phong thủy ha. Còn mấy cây ở chậu này có mã số mày. Rồi cho thử giá thôi 2 triệu, anh chị giá bán là 4,5 triệu. Đó, cây này tính luôn cả chậu á thì cao tầm khoảng 1 mét đó anh chị. Báo em đọc thông số thử coi. Dạ, thông số cây này nó chiều cao hoành chậu cây 0,7, chậu là 0,2, tổng là 0,9, cây là 0,7, đó là cao 70 đó anh chị. 0,7 cao là 70, còn hoành là 20, là tổng 30. Không, cái chậu là 20, chậu 20, cao là 70, tổng là cao 90. Đó, nhưng mà thực tế tổng là cao cái tầm 1 mét đó anh chị. Rồi cái này là chiều rộng là tán ngang là 70. Tán ngang thực tế nó là hơn 70 chút xíu á.
rồi hoành của nó là 20, giá là 4,5 triệu, giá thôi là 2 triệu. Cái này giá thôi 2 triệu anh chị ha. Đó. Thì những cây bên này nó cũng tương tự vậy ha. Đó. Giá nó có thể trên lệch từ 1,5 triệu tới 2 triệu hay gì đó. Đó. Tham khảo thử một mức giá vậy ha. Còn mấy cái cây khác cũng tương tự. Rồi cây nhỏ này có mức giá không em? Cây nhỏ này hả? Ừ. Để em xem có mã số luôn. À 1,5 triệu không thuê nha. À, giá bán cây này là 1,5 triệu nè anh chị. Đó, kích thước cây này cao nó tầm khoảng cỡ 60. Đó, tính tới mặt chậu nữa ha. Còn tính cả chậu luôn nó cao tầm khoảng hơn 60 ha. Đó, tầm khoảng gần 70. Tán ngang nó cũng cỡ 60 hơn ha anh chị. Đó. Hoành nó tầm khoảng cỡ hoành 10. Đó. Hoành 10 cho tới 12. Cây này là giá bán là 1,5 triệu. Nút nụ nó nè. Đây nút nụ anh chị. Cái này thì chắc chắn không phải là siêu bông rồi, phải không? Đây. Đây nút nó nè anh chị. Đây. Mấy cây này em đâu biết là cái cây nào mà giống gì đúng không? Rồi. Cây này là 1,5 triệu nha anh chị. Rồi chiếc này em làm tài bói luôn rồi. Rồi đây một cái cây bên cạnh. Giá nó chắc cũng tương tự luôn chị ha. Một cây dáng lắc bay, một cây dáng lắc trật anh chị. Nốt nụ của nó nè. Cây này có thể là cái cúc gì đó ha. À, có thể là cúc gì đó, nút nó tròn. Đây. Rồi đi vô bên trong anh chị ơi. Đây đi vô bên trong. Ở phía ngoài cũng là những cây nhỏ giá trị. Ở đây giá rẻ nhất nó tầm khoảng nhiêu em? Giá rẻ nhất. Ừ, em coi coi có cái giá rẻ nhất nó tầm khoảng mấy trăm ngàn không? Mấy trăm ngàn thì em chưa thấy nha. Mấy triệu. Mấy triệu hả? Em thấy là 1,5 triệu. 1,5 triệu rẻ nhất. Có cây nào rẻ hơn 1,5 triệu không? Hơn 1,5 triệu. Em nghĩ là không đâu anh ơi. Có 1 triệu kìa, mới thấy có 1 triệu kìa, mấy cây 1 triệu kìa. Dạ, 1 triệu đó. Không? 1 triệu là rẻ nhất. Dạ. Nè, 1 triệu nè. 1 triệu nè. 1 triệu là rẻ nhất. Rẻ nhất nó tầm khoảng 1 triệu đó anh chị. Ở đây thì trưng bày bày những cây đẹp thôi ha. Vào những chậu đẹp á anh chị. Đây. Bây giờ em thử lựa một cây nhỏ nhất rồi mình xem giá nha anh chị. Đó là mình biết thôi, ở cây rẻ nhất bao nhiêu. Đó. Chắc là những chậu ở dưới đất là rẻ nhất của em, tầm 1 triệu tới 1,5 triệu đó anh chị, là những cây ở phía ngoài đây ha, những cây nhỏ. Rồi mình đi vô bên trong. Hồi nãy em quay cái cây này mà nó nồi đế nó đẹp mà anh chị, thử coi cái cây này giá nhiêu em. Dạ. Mã số là 1335. Đó, một cây mai vàng ghép giảo Thủ Đức nè anh chị. Cây mai vàng là giá bán là 5 triệu. Giá bán 5 triệu. Dạ, giá thuê là 3,5 triệu. Giá thuê là 3,5 triệu. Này, tình hình nút nụ của nó nè, giá bán 5 triệu, giá thuê 3,5 triệu. Đây. Đây anh chị. À, cây này là mai vàng ghép giảo Thủ Đức. Tháng đọc thông số luôn đi em. Dạ là 1335. Không, thông số chiều cao á, kích thước á. Sao? Ừ. Cây là 0,6. Đâu? 0,6. 1335. À, chiều cao là 60. Chậu là 20. Chậu 20, tổng là cao 80. Em có bị lộn không? Cái này mà cao 60 hả? Này phải cao hơn 60 á. Lộn rồi. Cái này em sao cao 60 được? Không. Nè. Chiều cao từ đây cho tới đây nó tầm khoảng cỡ 80 đó. Rồi thôi, chắc là ảnh thu lại á, thu số lại. Dạ. À, tổng nó là 0,8 nè. Chiều rộng là
60, tàn ngang 60, cái này tàn ngang hơn anh chị ơi. Tàn ngang cây này khoảng tầm khoảng 90. Mà ở đây ghi có 60 à. Rồi hoành hoành 10 á. Rồi cái này em lộn rồi. 1335. 1335. Một hoành 10 hả? Cái này ghi lộn rồi nè, chắc chắn luôn. 1335. Đó. 1335. Ừ. Em mà em lật 1355. Đâu. Anh cũng thấy lộn giống em. 1355 nè. Ừ, 1355 thấy thông số thấy sang bếp rồi. Đi em 335. 1335, 0.8 nè. Đó thấy chưa? Cao là 0.8 nè, chậu 0.2 nè. Tổng là 1 mét nè. Đó mới đúng anh chị ha. Đó. Rồi cái này hoành gốc là 20 nè, đúng rồi nè. Giá là 5 triệu, giá thuê là 3.5 triệu. À, cái này mới đúng nè. Bị lộ đọc lộn số anh chị ha. Chị em thấy ổn sao? Sao đỏ kỳ vậy? Cái này 5 triệu, giá thôi là 3.500.000. Ở khúc đây thì giá em nghĩ chắc cũng tương tự anh chị nè. Đó. Nó sẽ tùy theo hoành lớn nhỏ thì nó thêm bớt số tiền lên hoặc là giảm lại ha. Đó. Đây thử xem vài góc anh chị xem cái tới của nó rồi mình qua khu vực khác ha. Đây. Ở đây là đa số là cây thú giáng long. Có những cây hoành lớn hơn thì chắc chắn nó sẽ lên hơn tiền. Đó, ví dụ như cây này hoành tầm khoảng 25, cây bên kia hoành khoảng cỡ 30. Đó. Là nó sẽ hơn tiền. Rồi sẵn rồi em coi có cái góc nào mà đẹp đẹp cũng quay cho anh chị xem ha. Để còn thôi là giống nhau thì cái giá nó sẽ chênh lệch nhau sẽ không nhiều ha. Rồi. Rồi mình qua khu khác nè. À, hết khu bên này luôn đi. Đó, hết khu bên này luôn đi. Yeah. Đây. Những cây này nằm trên cái chậu khá đẹp anh chị ha. Thấy của nó là hình thú đắc lượng nè. Đó, đặc điểm những cái cây ở đây thì bộ rễ của nó là anh chủ anh làm nhìn khá là bắt mắt, khá đẹp anh chị. Thay vì những cái vườn khác là ở trên đây là thấy toàn bộ những cái lớp đất không, mà ở vườn này cái mặt trên này thấy toàn là rễ không anh chị. Đó, độc chiêu ha. Mỗi vườn có một cái gọi là độc chiêu đặc sản ha. Giống như là nhìn vô là biết cây mai của vườn nào chẳng hạn, ví dụ vậy. Đặc trưng của vườn đó nên vậy thấy không? Đặc trưng ở vườn Hà Ba Trận là cái bộ rễ nó vậy nè. Nó rễ nó đặt nó nổi lên luôn nè anh chị. Nhìn rất là hoành tráng ha. Những cây này giá nhiêu em Hoài ơi? Đang xem mã số 1501. 1501, cây này đẹp lắm anh chị. Lốc nụ của nó nè. 1501, giá bán là 90 và giá thuê là 20 triệu. Giá thuê là 20 triệu, giá bán là 90 triệu. Ở cây này hình như cũng ghép giả Thủ Đức luôn anh chị nè. Đó. Nhánh xương của nó lắc lượn ra nè. Rồi. Cây này nó nút cũng ra, nút cũng vừa một có nút tròn nữa anh chị ha. À, nút của nó nè. À, có cái đầu nhọn nhưng mà nó vẫn có nút tròn luôn anh chị. Những cây mà có nút tròn là cây bông nó đẹp. Nút tròn nó nở bông đẹp. Đọc luôn cái thông số em. Thông số kích thước. Thông số kích thước hả? Ừ. Đứng xét vô cây kìa đó. 1501, cây là 1, chậu là 0.2. Chiều rộng là 1.3 và hoành gốc là 45. Hoành 45 anh chị. Hoành 45. Cây mai vàng ép giảo Thủ Đức. Rồi mình đi vô xem tiếp anh chị ơi. Đây. Ở khu này thì những cây đã được phân loại thì giá nó sẽ xem với nhau. Cũng tùy theo các gốc nha anh chị. Bởi em phải đi những cái cây mà gốc đặc sắc để mình hỏi giá cho anh chị nha. Mình xem thử nút đủ Hà Ba Trận này thấy cũng khá ok anh chị ha.
ngoài khu vực này. Rồi, khu vực này em xem coi có những góc nào mà đặc sắc quay cho anh chị xem nha. Giá thì mình cũng vừa mới được tham khảo sơ sơ rồi anh chị thấy không? Cây này giá bao nhiêu em? À, hỏi ơi, cây dáng bay nè. Cái bên này à? Ừ, cái này. Đó, em qua bên đó. 7168. Mã số của nó là 7168. Đây. Em đọc cái kích thước của nó luôn. Cái này gốc tứ quý anh chị, tứ quý ghép. Tứ quý ghép, cái này chắc ghép giả Thủ Đức anh chị. Tứ quý ghép giả Thủ Đức. Đây, lá tứ quý nè anh chị. Đó, nhà tứ quý nè. Cây này đẹp nè. Cây này hàng hiếm. Hiếm có được cây này. Cây này đẹp quá. Cái này tên là cái số là 716B nha. 716B. Dạ, 716B. Giá nhiêu em? Đâu? Trên đây không có ghi 716B ta. 716A. Có 6A. Kiếm thử rồi 6B có không? Cây này đẹp lắm nha anh chị. Quanh của nó tầm khoảng cỡ 23-25 ha. Đó. Tàn bay của nó tầm khoảng 1m. Chiều cao của nó lên tầm khoảng cỡ 75. Đấy. Cây này đẹp ghê luôn nè. Bộ đế ha. Bộ đế đặc. Bộ đế đặc. Nổi tứ diện luôn. Đó, chiều nộp của nó cao lên là tầm khoảng cỡ 25 anh chị. Cây này em đánh giá cây này là cây nghệ thuật nè anh chị. Ủa cây này bao nhiêu chị? Chị Ngân ơi. Ơi. Ừ. Để em hỏi thử cây này bao nhiêu. Hỏi thử cây này nó không có giá. Cây này đẹp quá anh chị. Cái này chưa, cây này chưa có giá em ơi. Cây này chưa có giá. Cái này chưa có giá anh chị. Mã số của nó là 716B ha. Anh chị nào thích thì mình alo lại ha. Đó, đó là cây này là ông chủ chưa bỏ giá vô. Mà cây này là cây đẹp quá anh chị. Để em quay cho mọi người xem nè. Cây này cây đẹp đó. Nốt nụ của nó nè. Cây này cũng chắc cũng chuẩn bị xuống lá rồi. Nếu mà cây này mà nó trổ ra, mọi người thấy nè, cái tàn của nó nè, tàn bay của nó tầm khoảng 1m à, cao lên tầm khoảng 75. Còn tàn bên này á, nó tầm khoảng 90 à, tàn bên này qua tầm khoảng cỡ 90 anh chị à, cây này đẹp nha. À, cây này chưa có giá. Rồi mình đi xem tiếp anh chị. Cây bên này có giá không em? À, cây này kiếm đi em, kiếm đi. 947A. 947A. Cây này tàn ngang tàn bay của nó cũng là 1m hơn. Nhưng mà cây này là cái bộ đế nó thua cây kia chút xíu anh chị. Đây nó cũng chắc là một cặp à. Đó. Cái này bay ra phía bên này thì nó ngắn hơn xíu nhưng mà cái cành hầu về sau nó nhiều hơn ha. Đấy. Tổng chiều cao của nó cũng tầm khoảng cỡ 80 anh chị. Đó. Giá bán là 25 triệu và giá thuê là 4 triệu à. Đúng đúng mã số luôn hả? Dạ đúng. 947A. Đó, giá thuê giá bán là 25 triệu cây này, giá thuê là 4 triệu đó anh chị. Thì cây này em nghĩ nó sẽ cao hơn tiền hơi chút xíu anh chị ha. Đó. Cây này thì nó thua vụ đế xíu. Đó, em coi hoành cây này nhiêu. Hoành cái đó. Ừ. Hoành là 35. Hoành 35. Cây này chắc cũng cỡ 30 nè anh chị. Đó. Nhưng mà cây này thì em thấy là cái giá nó sẽ cao hơn đó anh chị ha. Đó, vụ đế nó dữ hơn. Đó, cây này á là 25 cho thuê 40 triệu nè. Rồi mình đi xem một vài cây nào độc đáo nha anh chị ha. Kiếm nghe nào độc lạ cái mình đi săn lùng ha.
đây cũng có một con thú nhỏ, đa số là hình thú dáng lông nhỏ anh chị. Bên kia là những cây lọc lá rồi nè. Bên này thì những cây còn đang còn trong kẽm chưa bẻ ra anh chị. À, còn khu vực ở phía dưới kia là những khu vực cây nhỏ đã lật lá rồi. Còn đây là những nghệ nhân người ta đang cũng đang chăm sóc lật lá rồi, đang lật lá nè anh chị. Đó, đi tiếp em, đi tiếp ở khu bên này luôn. Đây nè. Ok ok. Đây nè anh chị. Những cây nhỏ anh chị. Cây này thì nó giống những cây trưng bày phía ngoài đúng không hả? Đó, tới đây là hết rồi, khu vực này là chuẩn bị những cây cũng đã có mã số hết rồi đó anh chị. Đó, chuẩn bị tết ra cây thôi. Đây. Mình thử xem coi cái đúc đụ những cây này như thế nào nha. Đây. Đó, vừa mới lật ra nè anh chị. Mấy cây này có lẽ là giảo Thủ Đức ha. Đó. Mấy cái này có chắc là giả Thủ Đức. Qua bên cây bên này thôi, nốt nụ nó từ ở trên nè anh chị. Coi những cây nhỏ ha. Cây này chưa có mã số, để thử cây nào có mã số coi. Khá nhiều luôn anh chị ha. Ồ, khá nhiều luôn. Thử cây này kìa, cây này có treo mã số nè, cây này cây gì nè hoài ơi. 1564. À, mã số nè anh chị, 1564. Nốt nụ nè. Giá bán 5 triệu và giá thuê 2 triệu. Đó, giá bán 5 triệu, giá thuê 2 triệu. Nốt nụ hiện tại nè. À, những cây kia thì nó cũng sẽ tương tự tùy theo cái lớn nhỏ anh chị ha, tùy theo lớn nhỏ. Đó là khu vực này. Còn cái khu bên này đây anh chị xem. À, khu bên này cũng là những cây tương tự nhưng mà chưa có lật lá anh chị. Đó, tương tự chưa có lật lá. Cái này là chắc để cho khách mình muốn lựa ngày nào thì chỗ bông thì sẽ vườn sẽ lật cái ngày đó. Là khu bên này. Còn những cái chậu mà chữ nhật mà màu đỏ ở đây nè anh chị. Đó, đó là một cái khu vực riêng ha, riêng biệt. Để xem thử góc một vài cây ở đây xem sao. Đây. Cây này hoành lớn nè anh chị. Cái này giá nhiêu hỏi ơi? Đây, cái này tàng ngang của nó tầm khoảng cỡ 1m3, cao tầm khoảng cỡ 90. Đây. Mai vàng ghép giảo Thủ Đức. Giá bán là 25 triệu và giá thuê 7 triệu. Quanh nó bao nhiêu em? Dạ. Giá bán 25 triệu, giá thuê 7 triệu. Hoành 40 đó anh chị, cây hoành lớn ha. Rồi mình đi thẳng qua đây luôn nè rồi. Đây khu vực này thì trưng bày những cây nó cũng tương đối giống nhau.
ở chúng ta cùng xem cái mức giá trung bình ở vườn mai Hà Ba Trận như thế nào anh chị ha. Đó, em sẽ kiếm những cây độc lạ quay cho anh chị xem. Mày ngó giùm em, ngó giùm anh coi có gốc nào mà độc lạ không? Độc lạ hả? Ừ, nhìn giống thú hay nhìn mũ đế cổ thụ hay gì đó. Đây anh chị. Đó. Mọi người thấy để ý không? Tất cả những cái chậu đó, đều rễ nó lên mặt chậu luôn anh chị ha. Đó, rễ nó lên mặt chậu luôn. Bên đó cũng vậy mà quay qua bên này cũng y vậy nè. Đó, anh chị thấy không? Đó, rồi phía bên này cái bộ rễ nó cũng y vậy nè. Đó, anh chị thấy chưa? Đặc điểm của Hà Ba Trận đó. Y vậy luôn nè. À, rễ cám của nó là lên mặt chậu luôn anh chị. Đây nè. Đó. Một đặc điểm nổi bật của vườn Hà Ba Trận anh chị ha. Rồi những cây bên này thì nó cũng giống vậy, thì bây giờ mình sẽ qua với cây khu vực bên phía bên phía trong này nha anh chị. Ở đây có những mấy cây khủng lắm mà phải ơi. Đây cây này nè. Em coi thử cây này giá như em. Cây này. Ừ. Cây này cao đó, tới mặt chậu đó, tầm khoảng cỡ 1m9 anh chị ơi. 1m8 1m9 á. Dạ thưa anh nè, số này là 397, giá bán là 150 triệu và giá thuê là 14 triệu. Giá thuê 14 triệu, giá bán là 150 triệu anh chị. Em đọc kích thước luôn. Cây là 1.8. Chậu 0.4, tổng là 2.2. Tổng từ từ hả em? Dạ. Cao là 0.8 nè. Cây. Gửi gì nữa? Chậu là 0.4, tổng là 2.2 và chiều rộng là 1.4. Chậu là 0.4 hả? Nó lộn không? 397. Đúng số không? Nè, 397. À, chậu cao là 40. À, cây cao 1.8, chậu cao 40. Tổng là chiều cao là 2.2 nè anh chị. Đó, chiều rộng của nó là tán ngang là 1.4. Đó, hoành là 60 anh chị. Cái này xù nha anh chị. Đây. Cây cao 1.8. Đó, cây này xù hết anh chị ha. Đó, xù cái này cũng đế nó muốn xù chảy luôn. Đây, cây này. Nãy em nói giá bán nhiêu chứ? 397 đúng không? Ừ, 397. 397 là giá bán 150 triệu, giá thuê là 14 triệu. 150 triệu anh chị. Giá bán là 150 triệu. Cây này như là một cây mai lông nè anh chị, ni lông ghép nè. À, ghép đây nè anh chị. Đó. Ghép ở đây ha. Ở trong kia là zin ra đây ghép đây. Đó. Cái này cũng như vậy nè, ghép đây. Đó. Mai vàng ghép giả Thủ Đức. 150 triệu, giá thuê là 14 triệu cây mai xù. Xung quanh đây thì cũng tương tự một vài cây lớn, nó cũng như vậy luôn. À, xem có gốc nào mà nhìn cái khác lạ không em? Độc lạ. Ừ, độc lạ Hà Ba Trận. Kiếm những cây độc lạ quay cho mọi người em. Đây khu vực này là khu vực cuối vườn phía bên này rồi. Cái vườn này không biết rộng được mấy ngàn mét vuông đây. Cũng khá là rộng anh chị. Đó, vườn này khá là rộng. Từ phía bên bên kia
đó, bên cuối bên kia qua bên này đó. Vườn này rộng lắm anh chị ơi, mấy ngàn mét vuông quá. Rồi bên này có một số cây lặt sẵn nè, đó đi vòng ra cho mọi người xem ha. Cái này nhiêu em? Dạ, mã số là 518. Cái này giá xuống đất là anh chị. Giá bán 60 và giá thuê là 12. Giá bán 60. Giá thuê là 12 triệu anh chị. À, nút nó nè. Nút nó nè. Này ghép lâu lắm mà anh chị. À, ghép lâu lắm à. Tại ngang cây này là đâu thông số luôn em. Tán ngang là 1,3, cao 1,2 đó anh chị. Hoành là 35. À, nãy em nói bao nhiêu tiền chứ? Dạ là 60. 60 giá 12 triệu. Đó thì những cây này nó cũng sẽ tương tự vậy đó anh chị. Tùy theo cây lớn nhỏ nó sẽ trên lệch nhau ha. Đó. Rồi đa số ở đây là ghép giả Thủ Đức anh chị nhiều. Ghép giả Thủ Đức là nhiều ha. Chắc có thể có cúc nữa. Còn siêu bom ở đây là không biết có không anh chị. Nhưng mà đấy đa số là như giả Thủ Đức hết. Đa số giả Thủ Đức hết. Giả Thủ Đức ghép mai vàng là nhiều. À, tức là cái vườn này đã có lâu rồi anh chị. Vườn này có lâu lắm rồi nên nó mới có những có cây mai vàng ghép lâu đời. Như cây này giá nhiêu em? Dạ, mã số là 42. Cây này VIP nè anh chị. Cây này hàng VIP nè. Mã số 42. Dạ, 470 triệu và 40 triệu. Giá bán là 470 triệu và giá thuê là 40 triệu. Giá bán là 470 triệu, giá thuê là 40 triệu hả? Giá thuê là 40 triệu. 42. Đúng rồi, giá thuê 40 kích triệu. Kích thước của em, kích thước luôn. 1,4 x 0,4. Đậu từ tư thôi. Cao là 1,4 nè anh chị. 0,4, 1,8, 1,6, 80. 0,4 là chiều cao của chậu á. Còn 1,8 là tàn ngang của nó là 1,8 anh chị. Không. Tổng là 1,8. À, tổng là cao 1,8. Chiều rộng là chiều rộng. Chiều rộng 1,6. Hoành 80 anh chị. Nhưng mà cây này không có tác thân ha. Đó, cây này bộ đế khủng ha. Để coi bên kia thử coi. 470 triệu cây này hàng VIP nè anh chị ha. Cây này nãy giờ cây này chắc VIP nhất rồi. Đó, ít nhất là cây này. Cây mai vàng ghép giảo Thủ Đức. Nút nụ hiện tại của nó nè. Này. Nút nụ hiện tại của nó đây. Đó, Thủ Đức thì đặc điểm của nó là nó cong được ra vậy. Đó, hình như là vậy. Chị xem em có nói sai gì bỏ qua cho em nha. Bữa nay không có chủ ở đây nha anh chị. Rồi. Anh Hà anh giao nhiệm vụ cho em hết luôn á. Cây này là 470 triệu, giá thôi là 40 triệu. Hàng VIP nhất từ nãy giờ luôn đó hội. Dạ. Giờ mình đi ra từ từ phía ngoài không mày thôi ơi. Những cây phía bên này thì nó cũng tương tự vậy đó anh chị. Tương tự vậy. À có cái gốc này. Gốc này nhiêu tiền em? Cái này đó. Ừ cái này nè. 339. Cây này thì kích thước nó không bự nhưng mà vành nó bự anh chị. Ghép ít mùa. 210 triệu bán và 12 triệu. 210 triệu là giá bán.
giá thôi là 12 triệu à, giá thôi 12 triệu có lẽ là cây này đang còn chưa già mùa anh chị nè. Đấy. Nhưng mà hoành của nó bao nhiêu em? Dạ, hoành. Ừ, hoành chiều hoành của nó như. Đây là 339 đúng không? 339. 339. Tứ bí anh chị. 210 triệu bán và 12 triệu thuê, hoành là 50. Hoành 50 anh chị. Đó, hoành 50. Cái này chắc ghép được chắc cỡ hai mùa, chưa tới hai mùa quá anh chị, chắc chưa tới hai mùa quá mà nút ngủ nói ghê không, đóng vô tứ quý nè anh chị. Đó, đóng vô tứ quý là Thủ Đức mà đóng vô tứ quý anh chị nè, nút nó ghê ha. 210 triệu hả? Dạ. Giá thôi là 12 triệu. Cây VIP đó anh chị. Để nghĩa coi thử coi còn cây nào VIP nữa không. Đó, nhiều cây VIP lắm anh chị ơi. Cây này nhiêu em? Ừ, cây này cũng VIP nè anh chị. Cây này cao tầm khoảng cỡ 1m8 á, tàn ngang nó tầm khoảng cỡ 1m9 gần 2m á. Nè, má vàng. Mã số đâu mất tiêu rồi. Mã số. Trên cây có không? 008 kìa, phải không? 008. Chốt lên. 350 triệu bán và 50 thôi. Cái này là giá bán là 350 triệu, giá thuê là 50 triệu, coi hoành nó như em. Hoành là 60. Hoành 60 anh chị. Đó, cây VIP nhìn từ xa là thấy rồi, cây VIP anh chị. Cây nội này nữa đi em. Cái đó à? Ừ, cái này đi. 934. Cái này mã số là 934. À, tán ngang nó tầm khoảng 1m6, cao tầm khoảng cỡ 1m5. 90 triệu bán và 18 triệu thuê. Giá bán là 90, giá thuê là 18 triệu anh chị. Cây tứ quý ghép giảo Thủ Đức. Phải không ta? Tứ quý ghép giảo Thủ Đức phải không ta? Để qua lại gần cho anh chị ha. Hoành nhiêu em? 20. Hoành 30 anh chị. Đây, mọi người xem. Phải không? Bộ đế giữ anh chị ha. Cây này nữa đi mình nghỉ em. Dạ. Đây. Cây này mã số là 35. Hả? 315. 315. Để nó là gì? 315. 195 hoành nó luôn em. Hoành là 55. Hoành 55. Giá những cây VIP đó anh chị. Kế bên có một cây VIP khủng nữa nè. Cây này luôn đi em. 285. Cây này hoành lớn. 450 triệu bán và 25 triệu thôi. 450 triệu là giá bán, là 25 triệu là giá thôi. Dạ. Đó, cây này hoành 90. Hoành 90 anh chị, hoành lớn. Đó. Tàn ngang của nó là tầm khoảng cỡ 1m8, cao tầm khoảng cỡ 1m8. Đấy. Mai vàng ghép giảo Thủ Đức anh chị. Đây, mai vàng ghép giảo Thủ Đức. $450 triệu là giá bán, giá thuê là 25 triệu đó anh chị. Cây nó cũng khá đẹp. Giờ mình ra phía ngoài đi nè, mày ơi.
ở vườn mai Hà Ba Trận thì đó, cây hồi nãy giờ nó tầm khoảng từ 450 triệu đó anh chị, là giá những cây khủng ha, cho tới chừng khoảng 1 triệu, từ 1 triệu tới 450 triệu đều có hết, từ lớn tới nhỏ anh chị. Thì ở ngoài đây là em ra phía ngoài quay cho chị xem cái địa chỉ của nó nè, đó, địa chỉ của khu vườn Hà Ba Trận nè anh chị. Đó, số điện thoại của anh chủ nè. Đó, còn đây là ngoài đường Phạm Văn Đồng. Đó. Bữa nay là ngày 1 tháng 1 đầu năm đó anh chị. Rồi cảm ơn em Huệ nãy giờ mình báo giá cho anh và mọi người mình cùng biết nha. Tới đây em xin kết thúc clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip tiếp theo review mai Tết trên kênh Chợ Sài Gòn. Mọi người nhớ bấm nút like và bật chuông thông báo để xem những livestream mới nhất nha. Cảm ơn Huệ. Dạ cảm ơn mọi người.